Em chào cả nhà nha. Hôm nay em quay cái cảnh gia đình em đi giăng lưới cá phi cho cả nhà xem nha. Đây bà xã em giăng lưới cá đây cả nhà. Wow, cá quá nhiều luôn em ơi. Ôi là mày ăn dính tới đẳng luôn à. Quá cảnh này nè. Nhìn cá dính lưới thấy mê luôn. Đây, con gái chào cả nhà đi con. Con chào cả nhà nha. Chào cả nhà nha. Vào cảnh này bầu trời đang chuyển mưa nên hơi u ám hơi tối, thì em mong cả nhà cũng xem video cũng hiểu và thông cảm cho em nha. Lúc này trời giông bão, bầu trời tối thui như thế này đây cả nhà. Tưởng tượng như trời 4-5 giờ hả? Sao con gái cha đi thấy cảnh này dính cá gì mê không con? Dạ mê chứ cha. Mê à? Dạ. Dính cứng hết vậy. Con muốn lặn lội không? Dạ muốn. Muốn hả? Phóng xuống không? Xuống. Hay là sao? Hay là chiều tắm? Ờ, sao lạnh hả? Dạ nó lạnh, nó ngồi nó cút mình kìa. Cá dính dài đây cả nhà. Như ý luôn anh ơi. Ôi, làm ăn đây nữa nè. Để em loại dài này em quay cho cả nhà xem nha. Rồi sấy em. Ngủ không? Đây. Quay cảnh này à. Ôi ôi cái tay lưới. Cái te tua hết trơn nó còn dính gì đây cả nhà. Về bà xã anh văn mà anh. Bà xã anh văn hả? Em dán cá này lên em. Con này ngập nước. Còn thuốc này nữa. Nhiều đây thì chiều mấy mẹ con ăn xỉn này ha. Thấy cái tướng giăng lưới ngồi trên vỏ cũng nhìn thấy cũng chuyên nghiệp quá ta. Thòng hai vò xuống nước. Thòng gì anh bơi bơi vậy dễ làm anh. Nhìn thấy mắc cười của em đó nha. Bà xã em có neo lưới trước rồi nha anh nha. Cái lưới này thì nó vắn nó khoảng tầm độ 7-8 mét thôi nha. Nó gắt quá nên cái lưới này nó cũng dính một ít cũng đủ ăn rồi nha. Đâu được nhiều đâu. Đây kết quả được nhiều cá rồi nha anh nha. Gia đình sống được buổi chiều đó anh. Nhiều đây thì gia đình em đủ cái món ăn làm buổi chiều nha. Tay lưới nó gắt quá chứ không thôi gặp mà nó không gắt thì dính cũng được lắm. Giờ hôm nay video em quay cho cả nhà xem tới đây nha. Gia đình em cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Giờ các gia đình em cùng hẹn gặp lại cả nhà vào video sau nha. Hẹn gặp lại cả nhà video sau nha. Rồi em bây giờ thôi cả nhà ơi.